quay nữa mày. Có bé này không? Tụi anh nhỏ mẹ ở đây. Oh,
đầy đủ lắm rồi. Cuộc tôi ngồi với cáo mưng Thải, cái tên Thải Hoàng Tử chỉ là một quốc dân. Mà người đời có thể quên đi khi mùa thơ đã cạn. Khi anh không còn ca tụng những dần trăng xa, khi anh đã là một thiên nhân nhớ kiếm sống và mạnh quyền. Bài tên cổ đổi thay và bài hát này mời lên tới tiếp tục.